Suse Maria Trịnh Như Khuê, sinh năm 1898, mất năm 1978, là một hồng y thuộc giáo hội Công giáo Roma và là hồng y tiên khởi của Việt Nam. Khẩu hiệu giám mục của ông là Hãy theo Thầy. Hồng y Trịnh Như Khuê sinh vào ngày 11 tháng 12 năm 1898 tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Năm 1933 tại Kẻ Sở, ông được phong chức linh mục và được bổ nhiệm làm linh mục phó xứ giáo xứ Khoan Vĩ. Một năm sau, linh mục Suse Trịnh Như Khuê chuyển về làm giáo xứ Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên và dạy tại Chủng Viện này 7 năm. Năm 1941, ông được bổ nhiệm làm linh mục phó giáo xứ Hàm Long, đến năm 1947 thì trở thành linh mục chính xứ. Với cương vị chính xứ, ông thành lập một tổ chức đoàn thể lấy tên là Đạo Binh Đức Mẹ, còn gọi là Đạo Binh Xanh. Ngày 18 tháng 4 năm 1950, Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm linh mục Suse Maria Trịnh Như Khuê làm giám mục hiệu tòa Sinaus, đại diện Tông Tòa Hạt, đại diện Tông Tòa Hà Nội, địa phận Hà Nội. Lễ tấn phong giám mục cho tân giám mục được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 cùng năm tại nhà thờ lớn Hà Nội. Do có lòng sùng kính đặc biệt Đức Bà Maria, ông ghép tên thánh của mình trở thành Suse Maria. Năm 1960, cùng với sự thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, ông trở thành Tổng Giám Mục Tiên Khởi của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Chưa đầy 3 năm sau, ngày 2 tháng 6 năm 1963, Tổng Giám Mục Trịnh Như Khuê bất ngờ phong chức Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị cho Linh Mục Suse Maria Trịnh Văn Căn. Ngày 28 tháng 4 năm 1976, Giáo hoàng Phaolô đệ 6 chọn ông là Hồng y in petto và công bố vào ngày 24 tháng 5 cùng năm. Hồng y Trịnh Như Khuê là Hồng y người Việt đầu tiên mang tước vị Hồng y linh mục nhà thờ San Francisco di Palo Almonte. Sau khi sang Vatican lần lượt bầu hai giáo hoàng, thì ngày 25 tháng 11 năm 1978 ông về đến Hà Nội. Tối ngày 27, ông đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, thọ 79 tuổi. Sau 28 năm làm giám mục, 2 năm với tước Hồng Y. 3 ngày sau, lễ tang của ông được tổ chức do Tổng Giám mục kế vị Trịnh Văn Căn chủ sự, cùng đồng tế với 11 giám mục, 50 linh mục. 2 vạn giáo dân đã đến quảng trường Đức Mẹ Hà Nội tiễn đưa ông. Hồng Y Trịnh Như Khuê sinh ngày 11 tháng 12 năm 1898 tại Tràng Duệ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, là người con trai trưởng trong một gia đình công giáo có 10 anh chị em. Cha ông Trịnh Như Thành là một nhà nho không thành đạt trong khoa cử nên mở trường dạy chữ Hán ở quê nhà. Con đường tu tập. Thấy cậu bé Khuê có chí hướng đi tu, linh mục chính xứ tên Thơm quyết định nhận cậu làm con nuôi và giới thiệu cho vào tu tập tại Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên. Sau khi mãn khóa, Trịnh Như Khuê đã trở thành một thầy giảng, được phân công về nhà thờ Hàm Long, Hà Nội. Linh mục chính xứ giáo xứ Hàm Long là De Paulis giới thiệu cho thầy giảng Khuê vào học tiếp tại trường Buenquinier, một trường tư thục công giáo do các tu sĩ dòng La San điều hành. Sau khi kết thúc khóa học, thầy Khuê tiếp tục con đường tu học bằng việc vào Đại Chủng Viện Kẻ Sở học triết học. Ngày 20 tháng 5 năm 1925, giáo hoàng Pio XI thiết lập khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam và cử giám mục Constantino Anduti làm khâm sứ đại diện tòa thánh. Thời gian Suse Trịnh Như Khuê được giám mục Tông Tòa Hà Nội đề cử làm thông ngôn cho khâm sứ tòa thánh Anduti tháp tùng vị giám mục này đi kinh lược. Sau khi khâm sứ Ayuti qua đời tại Sài Gòn ngày 29 tháng 7 năm 1928, thầy giảng Trịnh Như Khuê trở về Hà Nội và đi giúp sứ Kẻ Nòi. Một năm sau, thầy được gọi về Đài Chủng Viện Kẻ Sở học thần học. Thời gian làm linh mục từ 1933 đến 1950. Ngày 1 tháng 4 năm 1933, tại Kẻ Sở, đại diện Tông Tòa Hạt, đại diện Tông Tòa Hà Nội, quen gọi là địa phận Hà Nội, Pierre Gendru phong chức linh mục cho thầy giảng Suse Maria Trịnh Như Khuê và bổ nhiệm vị tân linh mục làm linh mục phó giáo xứ Khoan Vĩ. Sau một năm ở Khoan Vĩ, linh mục Trịnh Như Khuê được thuyền chuyển về làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên. Ông đã dạy học tại Chủng Viện này trong vòng 7 năm. Đến năm 1941, linh mục Khuê lại được giám mục đại diện Tông Tòa Hà Nội bổ nhiệm về nhận chức vụ linh mục phó giáo xứ Hàm Long, trợ giúp cho linh mục chính xứ là linh mục De Paulis.
Thời kỳ này, đất nước chìm trong chiến tranh, nhân dân sống dưới hai tầng áp bức bóc lột thực dân Pháp và phát xít Nhật. Nạn đói nặng nề đã xảy ra ở miền Bắc vào năm 1945. Linh mục Như Khuê đã cùng nhiều người tích cực tham gia các hoạt động cứu đói. Năm 1947, Linh mục De Bollis về Pháp, Linh mục Jose Maria Trịnh Như Khuê được chọn lên làm linh mục chính xứ giáo xứ Hàm Long, một giáo xứ lớn của Hà Nội. Với cương vị chính xứ, ông đã cho thành lập một tổ chức đoàn thể lấy tên là Đạo Binh Đức Mẹ và còn gọi là Đạo Binh Xanh. Tháng 2 năm 1950, một linh mục người Việt mới được thụ phong đã được giám mục bề trên thuyên chuyển về phụ giúp linh mục Khuê, đó là linh mục Jose Maria Trịnh Văn Căn. Về sau này, cả hai vị linh mục chính và phó sứ đều trở thành những vị hồng y danh tiếng của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thời gian làm Tổng giám mục Tông tòa Hà Nội 1950-1960. Ngày 18 tháng 6 năm 1950, Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm linh mục Jose Maria Trịnh Như Khuê, hiện đang là linh mục chính xứ giáo xứ Hàm Long, làm giám mục hiệu tòa Sinaus, giám mục đại diện Tông tòa Hạt, đại diện Tông tòa Hà Nội. Giám mục Khuê là vị giám mục người Việt thứ 7 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Với chức vụ đại diện Tông tòa địa phận Hà Nội, giám mục Khuê cũng trở thành người giám mục Việt đầu tiên lãnh nhận được chức vụ này ở địa phận. Linh mục phó sứ Jose Maria Trịnh Văn Căn được tân giám mục chọn làm thư ký tòa giám mục. Lễ tấn phong giám mục cho tân giám mục Tông tòa Hà Nội đã diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1950 tại nhà thờ lớn Hà Nội do đại diện Tông tòa Hạ, đại diện Tông tòa Phát Diệm, Tadeo Lê Hữu Từ chủ phong, với hai giám mục phụ phong là giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, đại diện Tông tòa Hạt, đại diện Tông tòa Bùi Chu, và giám mục Francisco Gomez de Santiago Ope, đại diện Tông tòa Hạt, đại diện Tông tòa Hải Phòng. Do có lòng sùng kính đặc biệt Đức Mẹ Maria, ông ghép tên thánh của mình trở thành Jose Maria. Một tháng sau ngày tấn phong, vị tân chức sang Roma để cảm tạ tòa thánh và tham dự lễ tuyên tính Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ông cũng đến các thánh địa nổi tiếng về Đức Mẹ là thánh địa Lộ Đức, Fatima để cầu nguyện, cũng như ghé thăm Dublin ở Ireland, nơi sáng lập phong trào Liso Maria để học tập áp dụng ở Việt Nam. Trong thư chung đầu tiên vào ngày 22 tháng 7 năm 1950, ông viết: Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đau thương, những mong bình an mà chẳng thấy bình an, đau khổ đủ thứ, đau khổ cả hồn, đau khổ cả xác, trông cậy vào ai, nương tựa vào ai. Thiết tưởng đang đêm tối tăm, sự soi sáng cho nhân vật đỡ tối chỉ là mặt trăng êm ái dịu dàng. Tôi muốn nói với anh chị em về Đức Mẹ, muốn cho địa phận ta cũng như được chung phần phúc ấy. Tôi đã quyết định sau dịp tôi thụ phong sẽ dâng địa phận cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Tháng 7 năm 1951, ông chia địa phận Hà Nội ra thành 29 giáo hạt để tiện quản lý. Ông thành lập ban cứu tế và quỹ cứu tế địa phận vào tháng 9 cùng năm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông củng cố nhiều hội đoàn công giáo như Hội Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời, Hội Trợ Cấp cho Chủng Viện, Hội Đức Bà Lên Trời, Đạo Binh Đức Bà Maria. Những ngày làn sóng di cư bùng nổ, ông phạt trèo chén những linh mục rời bỏ đàn chiên. Vì vậy, địa phận Hà Nội dù địa điểm ra Hải Phòng rất thuận lợi, cũng chỉ có khoảng 6 trên 20 vạn giáo dân và 100 trên tổng số 168 linh mục vào Nam, tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các địa phận khác. Ông là một trong số ít giám mục còn lại ở miền Bắc sau năm 1955. Ngày 3 tháng 12 năm 1954, ông yết kiến Hồ Chủ tịch ở Biệt Điện. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, giám mục Khuê vẫn đi kinh lý khắp các xứ họ của địa phận Hà Nội, kể cả các xứ Mường như Mường Diệc, Mường Cắt, Lạc Thổ. Những chuyến đi thăm các giáo xứ trong địa phận là bổn phận của một giám mục. Tuy vậy, để thực hiện việc này trong thời kỳ mưa bom bão đạn thật là khó thể tưởng tượng. Có những chuyến đi, xe đi trước xe giám mục gặp phải mìn, lại những chuyến đi đã sắp lịch nhưng không thể thực hiện được. Nhật ký mục vụ của vị giám mục già ghi thật tỉ mỉ. Ngày 10 tháng 11 năm 1956, định đi Mạc Thượng, không vào được. Ngày 29 tháng 11 năm 1956, không đi thăm Khoan Vĩ, Công Xá, Phú Đa như đã định trước.
Trong nhật ký ngày 16 tháng 4 năm 1957, ông viết: Hồi 14 giờ trở về Hà Nội qua Phủ Lý, đến Ngô Tư Vọng, bị khám giấy và bị tước giấy. Đó là những dòng chữ cuối cùng ông ghi chép trong quyển nhật ký mục vụ. Từ khi đó, vị giám mục Hà Nội chỉ được ở trong tòa giám mục và không được phép rời khỏi đó. Chia sẻ về những khó khăn của giám mục quê, giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang sau này cho biết cả hai vị hồng y họ Trịnh đều lấy sân thượng tòa giám mục là nơi đi dạo để rèn luyện thân thể và suy tư, đến nỗi có hẳn một phòng bầu dục vết chân trên sân thượng và gọi đó là phòng chân Đức Hồng Y. Ngày 24 tháng 1 năm 1959, ông ra thông cáo nhận tượng Đức Mẹ ở quảng trường nhà thờ lớn là tượng Đức Mẹ Hà Nội và sân nhà thờ cửa Bắc là nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội. Ông soạn kinh Đức Mẹ Hà Nội mời gọi giáo dân làm đơn xin nhận Đức Mẹ là quan thầy thành phố và ông ký đơn thỉnh cầu của tòa thánh. Ngày 18 tháng 2 cùng năm, ông khai mạc năm thánh Đức Mẹ Hà Nội. Ngày 30 tháng 6, ông mở tuần tam nhật mừng lễ Đức Mẹ Hà Nội. Ngày 18 tháng 4, khi kiệu đến tượng Đức Mẹ Hà Nội, đọc kinh Đức Mẹ Hà Nội, ông xin phép Đức Mẹ gọi thành phố Hà Nội là thành phố Đức Mẹ. Giám mục Trịnh Như Khuê cũng nổi tiếng với những buổi lễ phong chức chui không giống ai. Lễ tấn phong giám mục cho giám mục tân cử Đa Minh Đinh Đức Trụ, hạt đại diện Tổng tòa Thái Bình, do ông chủ sự ngày 25 tháng 3 năm 1960 cũng không nằm ngoài phong cách đó. Tân giám mục Đa Minh Trụ giả làm ông đạp xích lô từ Thái Bình lên Hà Nội gặp giám mục chủ Phong Khuê trong buồng áo. Nghi lễ diễn ra chỉ có hai người, rồi giám mục Chui Trụ đạp xe sang Bùi Chu tấn phong giám mục Chui cho tân giám mục Jose Maria Phạm Năng Tĩnh trong một chiếc thuyền chài. Đến ngày 24 tháng 11 năm 1960, Tòa Thánh Vatican thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, giám mục tông tòa Jose Maria Trịnh Như Khuê được thăng làm tổng giám mục chính tòa tiên khởi của Tổng giáo phận Hà Nội. Thời gian là tổng giám mục Hà Nội năm 1960-1978. Về chức vị tổng giám mục, năm 1960, cùng với sự thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, ông trở thành tổng giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Hà Nội. Chưa đầy 3 năm sau, ngày 2 tháng 6 năm 1963, Tổng giám mục Trịnh Như Khuê bất ngờ phong chức tổng giám mục phó với quyền kế vị cho linh mục Jose Maria Trịnh Văn Căn. Lý do được đưa ra theo thông cáo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội ngày 3 tháng 6 năm 1963 là: Sự truyền chức cho giám mục phó, Đức Tổng giám mục vẫn nghĩ còn lâu mới làm và không biết là bao giờ. Nhưng Chúa Nhật ngày 26 tháng 5 năm 1963, tự nhiên Đức Tổng giám mục thấy mình trở nên lòa, hầu như mù vậy. Chữ viết trên mặt đồng hồ không còn trông thấy nữa. Trông ra ngoài sân không còn trông rõ cây và sân cỏ. Khi ăn cơm không còn trông rõ bát. Bệnh lại tiến lên nhanh lắm. Người nghĩ rằng sẽ mù hẳn. Trong lúc ấy, người chẳng nghĩ đến việc chảy chữa thuốc men, chỉ nghĩ đến sự truyền chức cho giám mục phó và kêu xin Chúa cho bệnh giảm đi. Ít là trông rõ chữ để truyền chức. Sau khi ăn cơm xong mấy phút, bệnh đã giảm ra, người đã trông rõ như trước, nhưng sợ bệnh trở lại, người đã vội vàng truyền chức cho giám mục phó. Tuy sức khỏe kém, nhưng ông vẫn tiếp tục điều hành giáo hội tại miền Bắc. Tháng 5 năm 1974, ông được Tòa Thánh mời dự Hội đồng Giám mục Thế giới. Nhưng với lý do sức khỏe, ông đã cử Tổng giám mục phó Jose Maria Trịnh Văn Căn đi thay cùng với linh mục thư ký Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang tháp tùng. Thăng tước Hồng Y năm 1976 đến năm 1978. Đánh giá cao những nỗ lực của vị Tổng giám mục Hà Nội, sau khi Việt Nam thống nhất, ngày 28 tháng 4 năm 1976, Giáo hoàng Phaolô đệ 6 chọn ông là Hồng Y Inspector và công bố vào ngày 24 tháng 5 cùng năm. Việc hoãn công bố chính thức tân Hồng Y Việt Nam là nhằm mục đích chờ vị Hồng Y có thể được cấp phép rời Việt Nam đến Roma và công bố chính thức tại buổi lễ. Hồng Y Trịnh Như Khuê là Hồng Y đầu tiên của Việt Nam với tước vị Hồng Y Linh Mục Nhà thờ San Francisco di Paola Almonte. Ngày 6 tháng 8 năm 1978, Giáo hoàng Phaolô đệ 6 qua đời. Sau khi Giáo hoàng qua đời, Hồng Y Khuê sang Roma dự tang lễ với tư cách thành viên trong đoàn Hồng Y. Ông dự mật nghị Hồng Y bầu Giáo hoàng mới là Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất.
nhưng chưa kịp về lại Việt Nam, Tân Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhất qua đời và ông phải ở lại Vatican để tiếp tục tham gia mật viện bầu giáo hoàng, và lần này là Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị vào ngày 16 tháng 10. Như vậy, Hồng Y Trịnh Như Khuê là người đầu tiên của Việt Nam đã tham dự hai lần bầu giáo hoàng. Ngày 25 tháng 11 năm 1978, Hồng Y Khuê về đến Hà Nội. Tối ngày 26 tháng 11, ông dâng lễ và chủ sự chầu thánh thể ở nhà thờ lớn Hà Nội. Tối ngày 27, ông đột ngột qua đời, thọ 79 tuổi, sau 28 năm làm giám mục, 2 năm với tước vị Hồng Y. Câu nói cuối cùng của ông trước khi tắt thở là triệu lễ. Cái chết bất ngờ của vị Hồng Y làm rộ lên những nghi vấn, nhưng pháp y khẳng định ông bị nhồi máu cơ tim. Tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 30 tháng 11 do Tổng giám mục kế vị Giuse Maria Trịnh Văn Căn chủ sự cùng đồng tế với 11 giám mục, 50 linh mục. Hai vạn giáo dân đã đến quảng trường Đức Mẹ Hà Nội tiễn đưa vị giám mục của họ. Mộ phần ông đặt tại gian chính nhà thờ chính tòa Hà Nội. Phần mộ của cố Hồng Y được đặt ngay dưới bậc tam cấp giữa nhà thờ dẫn lên cung thánh. Đó cũng là ước nguyện của ông, nhắc nhớ khi giáo dân lên rước lễ, đặt chân lên phần mộ của ông thì hãy nhớ đến ông và cầu nguyện.